Nhiều khi em thấy ghét mình vì điều đó luôn á. Em không giống ai hết. Anh đã nghĩ rằng là anh không bao giờ sẽ có cảm xúc như vậy nữa. Đừng nghĩ cái điểm yếu của mình lại là cái thứ mà mình không thể thành công với nó. Đúng vậy. Minh Xù cũng đâu nghĩ mình trở thành một MC. Hồi đó em học dở văn nhưng mà bây giờ em lại viết nhạc. Trước đó thì anh rất là tự ti về cái giọng hát của mình. Đến khi mà sau này được tiếp cận với cái người thầy thì đến lúc đó thì hai cô ta mới biết được rằng là cái giọng của mình đó là cái chất giọng tự nhiên. Nghĩa là cái màu sắc đó mình không cần phải thay đổi. Hôm nay đem mất cái màu hồng, nói gì cũng màu hồng.